Xin chào các thầy cô Tôi tên là Lê Anh Tuấn Giáo viên giảng dạy môn tin học của trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên Sau đây tôi xin trình bày bản tóm tắt về biện pháp tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 Giải pháp của tôi đó là chống gian lận khi học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến bằng K12 online kết hợp với camera giám sát trực tuyến Nội dung báo cáo của tôi gồm 3 phần. Thứ nhất đó là đặt vấn đề. Thứ hai giải quyết vấn đề và thứ ba là các minh chứng về hiệu quả của biện pháp. Phần thứ nhất đặt vấn đề. Như các thầy cô đã biết thì trong điều kiện này, học sinh tại các nhà trường đều phải duy trì dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến vì dịch Covid-19. Một trong những băn khoăn lớn nhất đó là làm sao đảm bảo an toàn cho học sinh và đảm bảo chất lượng đánh giá đúng năng lực của học sinh. Làm thế nào để chống gian lận khi thực hiện việc làm bài kiểm tra theo hình thức trực tuyến? Với việc kiểm tra đánh giá định kỳ, có thể thực hiện trên giấy hoặc là trên máy tính. Cũng có thể thực hiện qua các bài thực hành hoặc là dự án học tập để các thầy cô và nhà trường lựa chọn hình thức đánh giá định kỳ phù hợp với nội dung đánh giá của các môn học. Hiệu trưởng nhà trường là người quyết định hình thức kiểm tra đánh giá trong trường hợp mà bất khả kháng không thể đến trường. Và để làm được điều này, các nhà trường nên sử dụng những phần mềm phục vụ dạy học trực tuyến chuyên nghiệp có hệ thống tự động xáo trộn các câu hỏi trong một đề, tự động tạo đề thi bài kiểm tra khác nhau theo ma trận từ ngân hàng câu hỏi. Ngoài ra phải có hệ thống chống sao chép đề và câu hỏi ra ngoài kết hợp với việc bật camera giám sát từng học sinh và cảnh báo ra lận. Cũng trong thời gian qua, thì qua việc tìm hiểu các ứng dụng phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến như ôn luyện hay là Azota 789 hay là K12 Online, thì tôi nhận thấy cái ứng dụng K12 Online đã đáp ứng được đa số các yêu cầu trên. Đặc biệt là K12 Online có hai cái tính năng dành cho kiểm tra trực tuyến đó là tự động tạo đề theo ma trận từ ngân hàng câu hỏi, giúp tạo cho mỗi học sinh có đề kiểm tra khác nhau, mã đề khác nhau. Và tính năng thứ hai đó là kiểm tra được học sinh có thoát ra khỏi màn hình hay không, đã giải quyết được khi phần nào vấn đề chống ra lận khi thực hiện kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra thì kết hợp với việc sử dụng camera online với một mấy biện pháp kỹ thuật khác cũng giúp hạn chế sự gian lận của học sinh đó là sử dụng một cái thiết bị thứ hai để bật camera cho giáo viên quan sát học sinh trong suốt thời gian làm bài. Đây chính là một trong những giải pháp kỹ thuật để chống gian lận khi học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến bằng camera online kết hợp với camera giám sát trực tuyến mà tôi đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường và nhận được sự ủng hộ tin tưởng từ hội đồng sư phạm nhà trường về lâu dài thì nhà trường cũng xây dựng kế hoạch thi và kiểm tra trực tuyến không chỉ áp dụng trong thời điểm giãn cách xã hội mà còn áp dụng cho vào các bài thi bài kiểm tra truyền thống nhưng theo mô hình đó là online offline có nghĩa là thi kiểm tra trên máy tính nhưng được tổ chức tại trường và có giáo viên giám sát giải quyết vấn đề môn nhỏ thực trạng Bên cạnh việc dạy và học trực tuyến thì việc kiểm tra trực tuyến là một giải pháp mới trong giảng dạy, giúp các thầy cô dễ dàng đánh giá và xếp loại học lực của học sinh trong giai đoạn dịch Covid bùng phát. Giải pháp này không chỉ là giải pháp tạm thời mà nếu biết cách sử dụng thì đây sẽ là một giải pháp rất tiện lợi và đem lại hiệu quả cao cho cả giáo viên và học sinh. Tôi có thể điểm qua một số lợi ích mà khi thầy cô cho học sinh kiểm tra trực tuyến. Thứ nhất đó là chủ động và tiết kiệm thời gian. À, việc kiểm tra trực tuyến này thì giúp các thầy cô linh động trong việc sắp xếp thời gian, không nhất thiết phải là trong tiết học. Và học sinh cũng có thể làm bài tại nhà. Điều này giúp học sinh bớt căng thẳng và làm bài hiệu quả hơn. Cái thứ hai đó là không phải mất công chấm bài và hạn chế tối đa sai sót khi chấm bài cho học sinh. Đặc biệt là đối với những cái bài có số lượng câu lớn thì chúng ta thấy rằng bài kiểm tra trắc nghiệm các thầy cô sẽ phải tự chấm và cái thứ ba đó là đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay. Nhưng ngoài những lợi ích mà kiểm tra trực tuyến đem lại, thì cũng có nhiều học sinh và cả giáo viên, các nhà quản lý trường học đều băn khoăn và lo lắng là làm thế nào để chống gian lận khi thực hiện việc làm bài kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Nhìn vào thực tế thì nhận thấy rằng không ít các trường hợp À, gian lận trong kiểm tra trực tuyến đã và đang thử thách giáo viên phải phân định chất lượng thực và giá trị ảo, đánh giá đúng đắn và sát sao năng lực thực tế của người học và cũng như không ngừng trau dồi kỹ năng ra đề, đổi mới hình thức kiểm tra và đánh giá. Và để làm được điều này, tôi đã tham mưu ban giám hiệu nhà trường nên sử dụng ứng dụng K12 Online phục vụ trong dạy học trực tuyến. Ứng dụng K12 Online hỗ trợ rất nhiều các dạng đề thi có sẵn như là nhập đề bằng tay hay là nhập đề từ file PDF. Và đặc biệt đó là nhà trường có thể tạo bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi có sẵn. Một chức năng thứ hai đó là quản lý kỳ thi trực tuyến trên K12 Online. À, các thầy cô có thể xem được đây là giao diện để quản lý và theo dõi báo cáo một kỳ thi. Ví dụ như đây là đề thi kiểm tra môn lịch sử 12. Một trong những chức năng rất hay đó là hệ thống tự động cảnh báo và ghi nhận vi phạm của học sinh. Khi mà học sinh vi phạm một trong những hành vi sau, ví dụ như ra khỏi màn hình làm bài, mở một tab mới khi mà các em thi trên web, hay là mở một ứng dụng khác thì các em sử dụng trên điện thoại hoặc là các hành vi khác nếu ảnh hưởng đến giao diện của bài thi và hệ thống sẽ ghi nhận những lỗi vi phạm và lưu lại thời gian vi phạm nhà trường có thể xem lịch sử của các vi phạm này trên hệ thống. Với việc làm bài kiểm tra trên K12 Online, một trong những biện pháp kỹ thuật thứ hai đó là sử dụng thiết bị thứ hai bật camera giám sát học sinh trong quá trình làm bài kiểm tra thiết bị này sẽ bật camera để giáo viên quan sát hoặc là hậu kiểm khi cần giáo viên và học sinh sẽ mở camera và cùng tham gia vào một lớp học ảo có thể xây dựng trên nền tảng k12 online hoặc là ms team hoặc là zoom và trong suốt thời gian làm bài thì các em sẽ không được nhận cuộc gọi cũng như là không được tự ý rời khỏi vị trí nếu mất hình ảnh trên webcam trong một thời gian ví dụ như là 5 phút và không có lý do chính đáng thì học sinh có thể bị vi phạm quy chế. Trước các kỳ kiểm tra thì nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho thầy cô và học sinh để thực hiện đúng quy chế và nghiêm túc như đối với làm bài kiểm tra trực tiếp. Ví dụ như ở đây là hướng dẫn tổ chức giám sát thi cho giáo viên. Đó, giáo viên và học sinh sẽ cùng vào một lớp học ảo để điểm danh và ổn định chỗ ngồi trước mỗi bài thi thì giáo viên sẽ phổ biến quy chế thi và làm bài trực tuyến trong phòng thi phổ biến một số lỗi thường gặp và cách khắc phục trường hợp mà học sinh nào mà vắng mặt hoặc là có vấn đề về kết nối thì giáo viên sẽ kiểm tra lại và quyết định tổ chức kiểm tra bổ sung khi nào có hiệu lệnh bắt đầu làm bài thì học sinh sẽ vào bài kiểm tra để bắt đầu làm bài Trong quá trình làm bài thì học sinh sẽ tuyệt đối không được trao đổi và thoát khỏi màn hình làm bài. Và trong khi học sinh làm bài kiểm tra thì giáo viên sẽ giám sát trên màn hình và nhắc học sinh mở camera và chỉnh camera đúng vị trí. Hướng dẫn học sinh các điều kiện đảm bảo về quy chế làm bài kiểm tra trước khi đổi sang tab làm bài kiểm tra. Ngoài ra sẽ chú ý số lượng học sinh tham gia. Nếu phát hiện một tài khoản học sinh vào bằng hai thiết bị thì cần nhắc nhở kịp thời và luôn nhắc học sinh tập trung nghiêm túc làm bài, soát lại bài trước khi nộp. Ví dụ đây là một số hình ảnh mà nhà trường đã tổ chức kiểm tra và giám sát học sinh coi thi online trên cả hình thức đó là Zoom và MS Teams. Phần thứ ba đó là minh chứng. Thì trên đây là các văn bản hướng dẫn của nhà trường khi mà tổ chức uh, thi thử trên máy tính và điện thoại thông minh. Và gần nhất đó là kiểm tra bù cho học sinh như học sinh mà F0 mà không thể đến làm bài kiểm tra trực tiếp. sau mỗi bài thi chúng tôi có số liệu để đối chiếu xin cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe xin cảm ơn thầy cô